Chào cả nhà, Thaily đây. Trong video này thì chúng mình sẽ đến với cả một động tác mà các bạn đã đặt câu hỏi với mình rất là nhiều. Làm thế nào để có thể sử dụng nó, làm thế nào để có thể áp dụng nó tốt trong trận đấu. Thì hôm nay chúng mình sẽ đến với cả động tác hesitation. Đó là một động tác qua người rất là cơ bản, đơn giản trong bóng rổ. Mà mình tin chắc khi mà nhắc đến động tác này thì tất cả mọi người chơi bóng rổ, những cái người chuyên môn đột phá ấy, sẽ đều có câu trả lời là nó là một động tác đơn giản, hiệu quả nhất trong tất cả các động tác đột phá. Ok, let's go. Đầu tiên thì đúng như cái tên gọi của nó, hesitation là một cái động tác nó dạng như kiểu là động tác rất là lưỡng lự. Cái việc lưỡng lự này nó sẽ khiến cho người phòng ngự các bạn rất là khó để bắt được cái nhịp mà các bạn bắt đầu đột phá qua. Đó chính là cái lý do khiến cho động tác này nó khó phòng thủ đến như thế. Hesitation hay được gọi là hesi là một động tác mà các bạn có thể áp dụng thường xuyên mỗi khi các bạn cầm quả bóng và có ý định đột phá, hay thậm chí là một cái đường truyền hoặc là một cái động tác ném nào đấy, thì các bạn đều có thể sử dụng cái động tác này. Ok, thì chúng mình sẽ đi qua từng cái động tác để mà có thể hiểu được rõ hơn cái kỹ thuật này nó như thế nào. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với cả phần footwork động tác. Thì ở động tác hesi chúng mình sẽ có hai kiểu footwork cơ bản. Kiểu footwork thứ nhất đó chính là hop. Ở cái động tác hop thì nó cũng giống như là các cái động tác hop khi mà các bạn vào triple threat hay là vào động tác ném. Các bạn sẽ mở rộng chân và tiếp đất, cả hai bàn chân xuống đất cùng một lúc. Và kiểu footwork thứ hai mà chúng mình sẽ đi qua đó là drop. Ở drop chúng mình sẽ hạ từng chân xuống một. Các bạn hãy lưu ý một điều, đó là thường các bạn sẽ hạ cái chân ở phía xa so với cái hướng mà các bạn chuẩn bị tấn công xuống trước so với cái chân còn lại. Có nghĩa là ví dụ các bạn muốn đi sang phía bên tay phải thì các bạn hãy hạ cái chân bên trái xuống trước rồi sau đó mới đặt chân bên phải xuống. Như thế nó sẽ cho các bạn một cái đà có thể đột phá nhanh hơn. Cả hai cái kiểu footwork này thì nó đều có những cái điểm mạnh riêng của nó. Đối với cả kiểu hop thì các bạn có thể là bớt được cái nhịp đặt chân của mình và có thể đi được nhanh hơn. Còn đối với drop thì các bạn có thể sử dụng nó khi mà kết hợp với cả những cái counter move. Có nghĩa là các bạn sẽ đổi hướng, không nhất định là phải đi về cái hướng của tay cầm bóng nữa, mà lúc ấy mình sẽ bắt đầu thay đổi hướng của bóng. Tiếp đến là phần handwork, có nghĩa là những cái động tác của tay khi mà các bạn thực hiện cái kỹ thuật hesi này. Ở cái nhịp đập cuối cùng trước khi các bạn vào kỹ thuật, hãy cố gắng đập quả bóng thật là mạnh. Bởi vì như thế thì các bạn mới có khả năng giữ được quả bóng ở trên tay và dừng lại một nhịp khi quả bóng nó ở trên không. Nếu các bạn đập quả bóng ở cái nhịp cuối trước khi vào kỹ thuật nó bị yếu quá thì sẽ khiến quán tính quả bóng nó không thể nào giữ ở trên tay lâu được và các bạn sẽ phải rời cái động tác hesi này rất là nhanh. Ok, sau khi đã có một cái nhịp nhồi bóng tốt và lực mạnh thì quả bóng nó sẽ nảy lên và đây là lúc các bạn sẽ phải holding. Mình sẽ không lập tức đập quả bóng xuống giống như là các nhịp nhồi bóng bình thường khác, mà khi vào kỹ thuật hesi chúng mình sẽ holding quả bóng ở trên tay. Một lưu ý khi các bạn hold bóng đó là đừng để tay của mình nằm phía dưới đáy quả bóng, bởi vì như thế là các bạn đã carry quả bóng và các bạn không thể nào nhồi bóng tiếp được nữa. Khi các bạn carry rồi thì các bạn chỉ còn lựa chọn đó là cầm bóng lại ném hoặc là cầm bóng lại để chuyền đi thôi. Tiếp theo là một cái yếu tố rất quan trọng để các bạn có thể thành công trong cái kỹ thuật hesi, đó là the look. The look có nghĩa là cái cách các bạn thể hiện khi mà các bạn đang ở trong cái tư thế hesi. Thì cái này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái ánh mắt các bạn. Một lời khuyên của mình đó là khi các bạn đang ở trong kỹ thuật hesi thì cố gắng đừng nhìn về phía mà các bạn sắp đi. Ví dụ các bạn sắp đột phá sang bên tay phải thì cố gắng là hãy nhìn đi cái hướng khác. Ví dụ là mình nhìn sang bên tay trái, hoặc là các bạn có thể nhìn lên rổ hoặc nhìn bất cứ chỗ nào khác, bởi vì như thế nó sẽ làm cho cái động tác các bạn nó càng khó đoán hơn. Riêng ánh mắt là một cái thứ mà nó đánh lừa được rất nhiều trong cái suy nghĩ đối thủ và cái phán đoán đối thủ. Sau khi các bạn đã có cái tư thế hesi hoàn chỉnh như vừa xong thì chúng mình sẽ đến bước cuối cùng, đó là step through. Ở cái step through này có nghĩa là cái động tác mà các bạn sẽ bước qua đối thủ. Thì cái chân phù hợp nhất để các bạn có thể bước qua đó là cái chân ngược hướng so với cái hướng mà các bạn sắp đột phá. Ví dụ các bạn muốn đột phá sang phía bên tay phải thì hãy bước cái chân trái này lên trước. Nó sẽ giúp cho các bạn vượt qua đối thủ một cách dễ dàng và nhanh nhất.
Và hãy nhớ là cái động tác step 2 này các bạn cần phải bước nhanh, mạnh, dứt khoát, không được phép dề dà. Headgear là một động tác rất là cơ bản và đơn giản để các bạn có thể thực hiện. Và nó cũng rất là dễ để thành công trong mọi trường hợp. Thậm chí là cho dù thể hình các bạn có nhỏ hay là to hơn đối thủ, hay là tốc độ các bạn có phần kém hơn đối thủ một chút, thì cái headgear này nó cũng sẽ luôn luôn đem lại những cái lợi thế nhất định cho các bạn khi các bạn cầm bóng và đột phá qua. Cho nên là hãy cố gắng tập luyện cái động tác này thật là nhiều và cố gắng áp dụng nó vào trong tất cả trận đấu các bạn. Các bạn còn có câu hỏi gì về các cái động tác kỹ thuật, hay là có nhu cầu muốn mình làm thêm về các kỹ thuật khác, thì các bạn hãy để lại ý kiến mình phía dưới phần comment. Nếu bạn thấy video này hay và có ích thì hãy nhớ nhấn like, subscribe kênh của mình, chia sẻ video này cho đồng đội các bạn để họ có thêm kỹ thuật và cái nhìn tổng quát hơn về kỹ thuật headgear. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.